Chào anh chị và các bạn nha. Thì giãn cách cũng lâu rồi, ở nhà hoài thì cũng chán đúng không? Thì hôm nay mình ra vườn trồng hoa, mình xem thử có cái cây gì đẹp đẹp, mình sẽ quay cho anh chị xem cho đỡ buồn ha. Đây là mấy cái bông trang này. Mấy cái bông trang này thì đợt trước mình cũng có clip rồi. Trang tán thông và tán tròn mình muốn quay cho anh chị xem rồi, giờ không có cái gì hay ha. Wow, lâu rồi chưa ra lại cốc này. Cốc có trái đã ghê mọi người. Những cây gì? Wow, sen sen gì đây anh chị, biết sen gì không? Cái giống này nhìn nhỏ với ta, nhìn nó nhỏ con mà cái lá nó còn nhỏ hơn cái lộn mà mình thường thấy nữa. Hoa nó này, hoa đang ra hoa luôn. Những cái giống này nhìn đẹp lạ ta, không biết vườn này có Hải ở nhà không, biết gì để mình đi hỏi thử cái giống này giống gì cho giải đáp thắc mắc của anh cùng với anh chị. Hải ơi, hai hai ơi, hôm nay Hải đi đâu ta? Mày hỏi thấy ta? Hải em đây nè anh Lâm ơi, kiếm em hả? Trời ơi, ông có ở đâu làm gì quá vậy? Rồi em đang lấy chậu nuôi cá nè anh. Sao bữa nay kiếm em không chịu về đây? Ủa, mày đang chơi gì nữa đây? Đây em đang trồng chậu trong nước anh. Đây những cái cây mà mọc ở trong nước, như đây là cây thủy nữ, rồi bên đây là cây cây bèo bèo cá nè anh, rất là Đâu, đẹp. tìm tự ấy. Để những cái làm những chậu mà để bàn rất là dễ thương đấy. Ủa, cái cây đây, cây thủy nữ hả? Dạ, thủy nữ Ông anh. nhìn cái lá nhìn giống hoa sen hoa súng gì lạ lạ ta. Nó cũng là một thành phần sống trong nước, giống như sen và súng. Nó cũng sống như những trong đầm trong ao, À vậy hả? rất là đẹp Ồ, cây luôn. này mới thấy luôn. Cây này giống ở đâu đây? Còn cây này ông cho xin ít đi. Rồi đây là tụi em đang ươm giống ở ngoài, giờ xong em hồi sáng em cũng mới xin được mấy con cá về em làm chậu để bàn cho phòng cho chỗ em làm việc đó anh, đẹp. À vậy Dạ. hả? Ồ, còn không? Còn cây này không? Cho anh xin ít về anh trồng thử ấy. Còn anh rất nhiều luôn, tiện em ươm giống mà, để em ra em lấy một vài cây về cho anh trồng ở nhà trong những dịp lễ, dịp À dịp giãn cách xã hội này nhé. đâu 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 ra Rồi. chắc anh chỉ anh với à, với Đây. lại sẵn anh ra anh hỏi cái này luôn, Rồi. đâu mỗi chỗ nào đâu. Đây. Mời anh vào tham khảo này. Đây là thị nữ nè. Quá nhiều dữ ấy. Đây, tụi em đang ươm giống mà sao nhiều anh? À, đây là nó, mấy cái con đẻ ra nhiều vậy hả? Dạ, đúng anh bỏ vô chừng có vài nhánh thôi. Thì một thời gian cố định nào đó nó sẽ đẻ ra những con như vậy rất là nhiều, rồi xong mình vớt ra. Như vớt ra đây hay là vớt ra đây là lứa 1, còn đây là lứa 2, còn đây là lứa 3 gì đó. Anh vớt ra từ nhỏ tới lớn. Dạ. Đây. Em ươm rồi, em ươm là những cái chậu nhỏ như vậy. Nó nhỏ như vậy thì em sẽ rớt ra những cái chỗ mấy cái chậu chậu như mấy cái đây chẳng hạn đó. Em bỏ trong đó. Nhìn cái hoa nó đẹp ghê. À, Dạ, cái hoa rất là dễ thương anh. Hoa trắng mà nó có những cái sợi lông tơ rất là đẹp. này để lát cho anh sợ anh đi ăn cây và anh nuôi Đây. thôi. Anh rất là dễ anh. Đây nếu anh muốn lấy cái cây này ra đây, anh chỉ cần ngắt ngắt chỗ đây thôi anh. Đó, anh thấy không? Đây, anh chỉ cần ngắt như vậy thôi. Rồi, anh về anh trồng. Là nó cũng vậy là đã sống rồi. Dạ, anh chỉ cần bỏ vô nước những cái chậu để bàn của mình để làm ở trong văn phòng đó. Những người thích là cây trong nước cho nó thoáng mát. Đây là anh và chỉ cần bỏ đồ chừng khoảng một thời gian cố định nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều con riêng. Cái đó anh muốn bỏ chung cũng được hay là anh muốn vớt ra riêng rồi anh dưỡng lại thêm lại cũng rất là đẹp. Đây. À, sẵn đây anh hỏi cái vụ này luôn coi.
Vậy gì anh? Với lại anh thấy cây sen ở đây, cái sen đây, cây này bị cái giống này lạ quá mà Dễ anh thấy thương không cái anh? giống sao to nó nhỏ mà cái lá nó cũng nhỏ nhìn nó dễ thương quá. Em đố anh rồi, các quý vị các bạn biết đây là sen gì? Anh không biết anh hỏi cho đố gì trời. Thì đố anh không biết, có những người khán giả có những họ biết thì sao? Đây, Thì giờ đáp không đi. em sẽ giải đáp cho anh và quý vị khán giả cùng nghe. Đây là sen, này là sen Nhật Sinh nhật hả? sen Nhật của bên em. Đây là sen đỏ, anh nhìn thấy đó. Những cái lá sen Nhật đó thì anh dễ dễ phân biệt. Đây là lá lá sen nhỏ hơn sen thường. Sen thường mình nhỏ rồi, xong cái độ mà lên tèn lên nhánh của nó chỉ có khoảng chừng ba tầm 30 40 đổ lại thôi. Còn cái sen thường chúng ta có thể là vươn cao tới 70 tới 80 cm. Đây, những cái đóa hoa đây mở, nó nở ra rất là đẹp, đẹp hơn hoa thường mà nhánh cũng rất là nhỏ. Nhỏ hơn cái búp sen thường của mình. Cái ấy là cái loại này nó mini hơn đúng Dạ, không? rất nhỏ hơn, nó nụ ra cũng nhỏ hơn sen thường mình. Đây nó cao tầm khoảng 40 cm là hết rồi. Dạ. Còn sen thường sao? Nó có giống nhau, nó khác nhau gì không? Rồi cho nó anh nhìn anh dễ chặt dạng của hai hai cái cây rất là khác nhau. Một cây có một loại vẻ đẹp nó khác nhau anh. Đây, như anh thấy sen thường. Cái sen này là cái sen quỷ hả hả? Đấy, cái sen quỳ đó anh. Cái lá nó dài hơn đúng không? Dạ. Nó dài và tán nó rộng hơn. Ồ rồi như mà ví dụ anh có cái sen, hai cái sen đi mà nó chưa có búp, cái chưa có hoa, nó chưa nở gì hết mà cái lá thôi, rồi sao anh biết cái nó màu nào màu nào? Câu hỏi rất là hay đó. Tất cả mọi người cũng đều thắc mắc là nếu mày nhà mua một chậu sen về, mình không có biết phân biệt là cái sen sen này sau này sẽ nở màu gì màu gì, thì em sẽ hướng dẫn cho anh và quý vị các bạn cùng xem là cách mà phân biệt cái màu, hay là cách phân biệt được cái cây hoa sen nó sen hồng hay là sen trắng. Ví dụ như sen hồng và trắng, em sẽ ví dụ cho anh chị đây. Như sen hồng á, đây là nó là có cái, anh nhìn kỹ nè, mấy cái gai sẽ mọc li ti rất là nhiều, nó dày và nó dài một xí. Mình nhìn vô mình thấy gai đúng không, nhìn vô mình thấy gai này. Gai nó nhiều không hả? Nó nhiều hơn, nó dày hơn Rồi thấy rồi. đó. Đây vô là cộm liền, Nó nhám nhám tay rồi. cộm tay liền, và cây gai mà dính chân này cũng cũng rất là đau. Đây còn cái sen trắng, anh nhìn cái sen trắng đi, gai thì nó nói chung là nó ít hơn, nó thưa hơn cái gai của sen hồng, anh thấy không? Nó ít hơn, nó thưa hơn, Nó có gai vì nó ít nhám hơn đúng nó không? ít thưa Ý là hơn. nó thưa hơn Dạ luôn. dạ thưa hơn, anh sờ được, anh sờ trên đầu thôi, anh thấy sờ thoải mái được. Đây nó như cái sen đây nè, nó như quý vị thấy không, cái sen đây là cái chậu đây là chưa có hoa nè, chưa có hoa gì hết. Mình tin dám chắc đây là sen trắng, tại nhìn là biết sen trắng là nó có cái đường gai của nó rất là, nói chung là rất là xa, nó xa nhau hơn là màu hồng. Đấy nó là thưa nó thưa nó thưa rất là là thưa. gai nó ít hơn đúng Dạ, nó thưa. Còn không? còn búp màu hồng là anh chị nhìn thấy không, đây đây cũng là một giống hồng này. Này đây cũng chưa có búp này ha, chưa có hoa gì hết, mà em khẳng định đây là cây màu hồng. Tại sao? Tại vì anh nhìn nhìn thấy Gai đó. gai rất là dày, thấy không, lại rất là dài hơn bên kia, nhìn gai rất là rõ luôn, thấy không? Chắc là giải phân biệt có cái sen, anh chỉ phân biệt là Ủa, phân biệt cái gai vậy thôi là biết hả? phân biệt là biết cái gai rồi. Cái là cái lá, cái lá anh thấy không, cái lá thì anh nhìn lá màu trắng thì nó cái lá của nó hơi nhạt một xí, hơi nhạt, nó phải là hò hiện cái ho luôn nên cái lá nó hơi nhạt. Còn cái hoa màu hồng á thì cái lá nó hơi đậm màu, thấy không, đậm màu và tốt màu lắm, nó đậm, Là có cái màu hồng á, cái là màu hồng. cái xanh nó xanh đậm hơn, Dạ xanh đậm hơn, còn cái màu trắng thì nó xanh nhạt nhạt hơn đó, tí. nó xanh 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 tái một xí đó. Đây hồ trắng với hồ hồng rồi đó. Còn sen ngoài kia là sen Bắc Hồ. Đây anh qua anh tham khảo. Đây đây là ngó sen, cái sen này được gọi là sen Bắc Hồ. Nhưng Dạ mà cái đây nhìn
ho nó ngắn hơn, Thì đó, cây ho này ho ngắn hơn. cái cánh nó ngắn hơn cái loại nãy. Dạ đúng rồi. Cái là một loại sen có một vẻ đẹp nó khác nhau. Nhưng cái sen Bác Hồ đây, lá thì lá cũng không có to. Nó cần to nhất là cũng khoảng chừng 15 tới 2 cm thôi. À, cái là cái lá, còn cái ngọn lên thì cũng khoảng là nó nằm khoảng là từ 7 tới 80 cm. Đó. Như anh thấy cây không? Cái lá nó bầu. Nó không có dài giống như sen sen quỳ. Giống như là đây là sen trắng. Sen trắng cũng là loại sen thường. Đây hả, đây là sen trắng đúng không, Dạ sen trắng anh. cái hoa trắng hả? Dạ. Bên em có nhiều loại cây để mà trồng, anh chị thích trồng ở trong nước, giống như trong hồ nước, rồi có thể là nuôi cá, nuôi sen, nuôi rùa rùa rồi đó. Anh chị muốn là cho cái không gian mình có một cái sức sống riêng tư. Đây, em đố anh luôn nè, Lâm nè. Em đố anh cây là cây gì? Không. Đây hả? Đây cái gì ho gì mà nó lên từng khúc từng khúc, từng nấc từng nấc, lạ ta. Đây, đố anh đó là ho gì? Cái này cũng trồng trong nước luôn. Đây cũng trồng trong nước luôn. Đây là nên đây là cây thủy cúc. Thì cúc hả? Đúng, nè nhìn cái lá ho nó rất là đẹp. Ho nó là rất là nó toát lên cái vị sen, rất là sen cho nó cây. Hả? Anh nhìn thấy không? Như cái chậu đây nè, cây cây đây, anh có thể là bứng ra, anh bỏ trong chậu xong anh bỏ xuống nước. Đó, anh có thể là những cái cảnh vật như anh thích là những cái hồ mà anh nuôi cá cảnh, anh thì cũng thể bỏ vô được để những tỏ lên một phép đẹp một cái hồ luôn anh. Rất là thường đề khách em cũng đặt rất là nhiều hàng mà dịch đây cũng không có ship được. Đây, như hoa sen, hoa súng, rất là nhiều mẫu để anh em lựa chọn vào cái mùa dịch này. Nói chung là thay vì mình chơi sen súng mình để dưới nước thì cái cây thủy cúc đó mình cũng chơi được dưới nước đúng không? Dạ, những loại cây dưới nước là cũng có em đã nêu tên, nãy giờ em nêu tên cũng nhiều loại cây để trồng dưới nước, như cây thủy cúc nè, cây sen, cây súng, cây thủy nữ, rồi bèo đó. Anh chị muốn nhà như anh chị nghĩ ở nhà mình có một cái hồ mà để không thì nó phí quá, nó phí diện tích quá, thì mình muốn tạo một cái nét đẹp riêng cho cái hồ nhà mình. Đây sẽ là những cái sự lựa chọn của anh chị để đặt vô nhà làm một cái chỗ gọi là cảnh cảnh đẹp thiên nhiên để chúng ta chụp chụp ảnh, ăn uống hay là giao lưu với người thân cũng nhiều, ngồi nói chung với nhiều cái cảnh rất là đẹp. Và sau đây em sẽ dắt anh Lâm đi một chỗ và đố anh Lâm với tất cả các bạn một loại cây cũng trồng trong nước, nhưng mà em đố các anh chị phân biệt được không? Mời anh Lâm và mời tất cả các bạn nha. Thôi được 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 rồi, cũng đố gì cũng được được. Đang ở đâu? Rồi, Đâu? đố anh Lâm với tất cả các bạn nha. Cây nào là cây súng thái, cây nào là cây súng thường? Đây á hả? Đúng vậy. Ủa? Súng có súng thái không thường nữa hả? Đó, có xuống có chứ Trời anh. trời trời Như trời. anh sang Nhật, sang thường của súng thái, cũng sang thường chứ. À, lúc giờ anh tưởng đâu có loại này chứ. Chù cha anh thua á. Chù nhìn sao mà biết được súng thái không thường ta. À, anh chị và các bạn xem video nếu có phân biệt được thì hãy bình luận ở dưới video giùm mình nha. Nếu mà quý vị và các bạn muốn biết súng thái súng thường như thế nào, hãy chờ video lần sau mình ra làm nhé. Và hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Sàn Ho. Chúc các bạn một ngày thoải mái, vui vẻ và chúng ta hãy cùng chung tay để chống đợt dịch mạnh lần này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.